Sinh ra và lớn lên tại thành phố Kiev, Ukraine. Nhưng hơn 20 năm qua, bà Svetlana, một người phụ nữ Ukraine đã chọn rời bỏ quê hương và đến sinh sống tại Việt Nam. Vì chữ tình, chữ nghĩa và trên hết là tình yêu của một người vợ dành cho người chồng không may bị đột quỵ. Từ năm 2001 đến nay, lần duy nhất bà Svetlana trở về Ukraine là để bán hết nhà cửa, tài sản, lấy tiền để chữa trị cho chồng. Thời điểm đó thực sự rất rất khó khăn. Tôi không biết gì cả, tôi không thể tự đi lại, con trai út thì còn quá nhỏ. Tôi thậm chí không thể nghĩ được là tại sao mình có thể trải qua khoảng thời gian đấy. Khó khăn chồng chất, thế nhưng người phụ nữ bản lĩnh này vẫn chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn để cả gia đình cùng quay trở lại thăm thành phố Kiev. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội. 4 năm nay, dù là ngày nắng hay ngày mưa, bà Svetlana, 58 tuổi, quốc tịch Ukraine đều mang đồ ăn đến cho người chồng của mình. Hơn 20 năm ở Việt Nam, cũng là hơn 20 năm chồng của bà, ông Nguyễn Văn Thắng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vài lần thập tử nhất sinh và 4 lần đột quỵ, 2 lần liệt toàn thân. Lần gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2021. Ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật thì lại tai biến ngay tại viện. Có thời điểm ông hôn mê nhiều hơn, bác sĩ định trả về nhà để lo hậu sự, nhưng bà Svetlana chưa một lần bỏ cuộc. Bà tìm mọi cách để chạy chữa cho chồng và bằng sự kiên trì chăm chút của người vợ, đến nay sức khỏe của ông Thắng cũng đã ổn định hơn trước. Nhiều người ở bệnh viện này đã quen với hình ảnh một người phụ nữ ngoại quốc hàng ngày chăm chồng, giúp chồng dạo quanh khuôn viên bệnh viện, trò chuyện cùng chồng và cho chồng uống sinh tố. Không phải là cho vào thìa hay dùng ống hút như những người khỏe mạnh, ông Thắng được bà Svetlana cho uống theo một cách đặc biệt như thế này. Nhìn cách ông Thắng uống có phần vất vả, nhưng ông cũng rất chịu khó để hợp tác với vợ. Còn về phần bà Svetlana, bà đã quá quen với việc chăm sóc ông mỗi ngày, nên kiên trì, nhẹ nhàng để chồng có thể tiếp nhận đồ ăn. Tôi thường quay lại bệnh viện vào khoảng 2 giờ chiều hàng ngày. Đây là khoảng thời gian chồng tôi đã ngủ dậy. Tôi cho chồng uống sinh tố, bơ hoặc đu đủ, vài loại sinh tố dễ uống mà tốt cho sức khỏe. Vào những ngày thời tiết đẹp, tôi sẽ đưa chồng đi dạo xung quanh. Tôi luôn có chuyện để chồng tôi trò chuyện với tôi, tập những bài thể dục vận động tay chân, kể chuyện có những gì mới ở nhà. Tôi không hề cảm thấy vất vả, cả khi chăm sóc chồng của mình. Đây là trách nhiệm của tôi. Anh Thắng là người thân của tôi. Tôi đâu thể trông chờ vào ai làm hộ được. Tôi không muốn chồng tôi cảm thấy bị bỏ rơi hay thiếu sự quan tâm chăm sóc. Nếu tôi quá bận hay có đi đâu xa, thì con trai sẽ giúp tôi mang đồ ăn, chăm sóc cho bố. Anh Thắng bị tiểu đường, nên tất cả đồ ăn tôi đều nấu ở nhà. Tình yêu của ông Nguyễn Văn Thắng và bà Svetlana bắt đầu từ năm 1988, trong một lần gặp nhau tại căng tin Cục Hải quan thành phố Kiev khi ông Thắng đến gửi hàng. Tôi nhớ khá rõ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khi đó chồng tôi đang gửi đồ ở hải quan về nhà. Lúc đó tôi đang làm ở một quán cà phê ở Cục Hải quan và thế là chúng tôi gặp nhau. Chồng tôi nói tiếng Nga và thi thoảng hay qua trò chuyện cùng tôi, tặng tôi táo, đồ ngọt, sô-cô-la chắc là để thu hút sự chú ý của tôi. Và thế là chúng tôi quen nhau. Sau 2 năm quen biết, năm 1990, chúng tôi tổ chức đám cưới, chung sống với nhau tại thành phố Kiev. Sau đó chồng tôi chuyển qua học thạc sĩ tại Moscow, tôi cùng con cái ở Kiev. Mỗi khi cuối tuần bọn tôi sẽ đến thăm nhau. Nhưng sau đó đã có một giai đoạn rất khó khăn. Chồng tôi một thời gian không đi làm. Chồng tôi muốn chuyển về Việt Nam tìm kiếm cơ hội, việc làm. Nên đến cuối năm 2000 anh đã quyết định về nước cùng con gái lớn. Thế nhưng chỉ một năm sau, bi kịch đã xảy ra khi ông Thắng bị đột quỵ, liệt toàn thân. Hồi tưởng lại sự cố hơn 20 năm trước, bà Svetlana vẫn chưa thể quên được những lo lắng. Sự bế tắc khiến bà gần như rơi vào tuyệt vọng, để rồi bà quyết định mua vé máy bay sang Việt Nam để gặp chồng.
Từ đó đến nay, bà mới chỉ quay trở về Ukraine một lần duy nhất để bán ngôi nhà cũng như tài sản của mình và đưa các con sang Việt Nam sinh sống. Những ngày đầu đến Việt Nam, khó khăn chồng chất khó khăn. Thời điểm đó thực sự rất khó khăn. Tôi không biết gì cả. Tôi không thể tự đi lại. Con trai út thì còn quá nhỏ. Phải cho con vào mẫu giáo. Hai đứa con lớn cũng phải đi học. Chồng tôi đau ốm nên không làm việc được. Tôi không biết tiếng Việt nên cũng không tìm được việc. Tôi phải tiết kiệm từng đồng một để gia đình có cái ăn, cái mặc. Rất rất khó khăn. Tôi thậm chí không thể nghĩ được là tại sao mình có thể trải qua khoảng thời gian đấy. Với bà Svetlana, đến Việt Nam không phải là một sự lựa chọn, cũng không phải là một quyết định mà là số trời đã định. Bà quyết tâm đến Việt Nam sống để chăm lo cho chồng. Những người thân ở Ukraine của tôi cũng không có nhiều, nên gia đình hiện tại rất quan trọng đối với tôi. Tôi không thể tưởng tượng được việc tôi phải sống thiếu họ. Còn về bệnh tình của chồng tôi, trong hơn 20 năm qua, chồng tôi đã có 10 lần phải đổi bệnh viện. Mỗi bệnh viện chúng tôi ở lại một chút. Nhiều lần thập tử nhất sinh, giờ đang ở bệnh viện phục hồi chức năng. Chồng tôi đã ở đây đến năm thứ tư. Giờ chồng tôi đang phục hồi dần dần, thể dục, có thể nắm tay tôi và còn bắt đầu tập viết lại được trên bảng. Ông ấy viết được tên tôi rất vui mừng. Hơn 35 năm về chung một nhà, thì 23 năm sức khỏe của ông Thắng không ổn định, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà với vợ con. Thế nhưng bằng tình yêu và những hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả gia đình, bà Svetlana chưa bao giờ bỏ cuộc. Suốt hơn 20 năm, người phụ nữ Ukraine tần tảo chăm ba đứa con, mở quán cà phê và quán bán đồ ăn Nga, rồi chạy qua chạy lại từ nhà tới bệnh viện để chăm chồng. Mỗi bữa ăn của ông Thắng đều là do tay bà tự nấu, bởi vì ông Thắng bị tiểu đường, phải có một chế độ ăn đặc biệt. Cứ như vậy, mỗi ngày, sau khi mang đồ ăn vào bệnh viện cho chồng, cùng chồng tập luyện, bà Svetlana lại trở về nhà, còn ông Thắng lại đi ra cổng bệnh viện để vẫy tay tạm biệt vợ của mình. Một hình ảnh khiến nhiều người vô cùng xúc động. Để có tiền chạy chữa cho chồng và nuôi các con ăn học, bà Svetlana đã mở một quán bán đồ ăn Nga trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình. CCCP là viết tắt của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Không gian quán, cách trang trí và đồ ăn đều mang đặc trưng của Liên Xô cũ. Thời điểm năm 2004, hơn 2 năm chồng ốm, tiền tiết kiệm cũng cạn dần, bà Svetlana quyết định tìm việc làm, nhưng không biết tiếng Việt nên rất khó khăn. Nhà chồng cho một căn hộ tập thể ở phố Ngọc Khánh, bà chia đôi một nửa để ở, một nửa để bán quán cà phê, cả nhà gom góp được vài trăm nghìn mua chiếc tủ lạnh cũ, đường và cà phê cũng được bạn bè giúp đỡ. Không có tiền thuê nhân viên, hai con lớn đang học cấp 2 cũng phải dành thời gian để phụ giúp mẹ bán hàng. Lúc đầu thì đây không phải là quán ăn, chỉ là một quán bán trà cà phê. Tôi mở quán và sau đó dần dần biến thành quán ăn. Những người từng du học, làm việc ở Xô Viết tới đây đều hỏi rằng quán có các món đặc sản không. Tôi nấu cho họ ăn và dần dần quán cà phê của tôi trở thành nhà hàng. Hầu như khách của tôi đều là người Việt, những người trước đó du học ở Nga. Sau đó là bạn bè của họ cùng tới. Đa phần là rất nhiều khách quen tới quán hay ghé thăm. Khách đến đây, tôi không chỉ xem họ là khách, mà còn là những người bạn thân thiết. Họ thường quan tâm, hỏi tôi về sức khỏe của chồng tôi. Từ khi quán ăn được mở rộng, cuộc sống của gia đình 5 người cũng bớt khó khăn. Thu nhập từ quán cũng giúp bà Svetlana nuôi 3 người con trưởng thành, đều học đại học. Hai con lớn của bà hiện đã lập gia đình và có công việc riêng, còn cậu út đang theo học tại Canada. Đến thời điểm hiện tại, bà Svetlana đã không còn quá nhiều trăn trở về việc kiếm tiền bởi nhà hàng đã hoạt động ổn định, các con cũng đã có cuộc sống riêng. Ước mong của bà là ông Thắng có một sức khỏe tốt, có thể khỏe lại để cùng bà trở về nhà và gia đình đoàn tụ lúc tuổi già. Vào dịp Tết Nguyên đán này, bà Svetlana cũng đón ông Thắng về nhà để đón Tết. Dù có thể bận rộn hơn khi bà phải dành tất cả thời gian của mình để chăm sóc ông, nhưng bà không ngại điều đó, chỉ mong có thể ở cạnh ông vào những dịp đặc biệt. Mong muốn lớn nhất của tôi có lẽ là sức khỏe của chồng. Chồng khỏe mạnh để có thể về nhà.
Tôi muốn những đứa con của tôi biết dung hòa, biết yêu thương, chăm chút cho nhau. Hiện các con cũng rất yêu quý, chăm chút cho nhau rồi, và tôi hy vọng sau này cũng vậy. Tôi cũng muốn kinh doanh thêm, có lẽ mở rộng quán ăn hiện tại của tôi, vì tôi cảm thấy tôi vẫn còn nhiều sức để làm điều đó. Hơn 20 năm có thể đủ để thay đổi diện mạo của một thành phố, cũng có thể thay đổi số phận của một con người. Nhưng với người phụ nữ này, điều không thay đổi là tình yêu dành cho người chồng Việt Nam của mình. Bà cũng có một ước nguyện là có thể một lần cùng chồng và những đứa con trở về thăm Kiev, quê hương của bà, và cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của mối hôn nhân định mệnh này.